Chào mọi người nha, chào mọi người đến với Lương Xuất Bạc Vlog. Hôm nay thì đã có sự trở lại của anh Linh Bé Nhỏ và có sự có mặt của anh Cường. Rất đẹp trai. Để đánh dấu sự trở lại và đây ăn hải của mình. Thì bữa nay mình sẽ làm món chân giò sủi mỡ. Đây là một món tủ của mình và mới làm lần đầu. Cho nên mà nguyên liệu chính là có cán dâu cùng với chân giò. Bữa nay là các gia vị rất là phức tạp. Rau thơm này, ớt cay này, hai quả dứa này, ba quả chanh này, với một đống rau xuống. Được sự chỉ đạo của đại ca Linh Bé Nhỏ thì mình thực hiện nhiệm vụ nhóm bếp. Trời nắng nóng ở nhóm bếp là cũng rất khó khăn. Vì hôm nay là dụng cụ anh em đưa cùng không đầy đủ. Anh Linh ơi, chào một đôi lửa đỏ rồi. Mình lửa to to nữa. Được gì được đấy. Để anh cháy lên cây ngâm. Ừ, bỏ đấy nấu cho chào chín luôn này. Ok ok. Được khói khói à. Rồi. Mình đã xong nhiệm vụ anh ạ. Nhớ cho con nhiệm vụ anh Linh thôi. Và đây là đầu bếp kiêm người mẫu Linh Béo. Số đo 3 vòng. 100, 101, 100. Cân nặng của anh hiện tại đang ở mức rất là thấp. 105kg. Hãy mình cho mình với mã số 00. Vì đấy là món tủ của mình. Cho nên là mình làm tất cả mọi việc luôn. Từ việc giới thiệu món ăn này đến việc rửa chảo. Còn lại là phòng làm những việc lặt vặt hỗ trợ sau. Như là việc nướng chân giò hay là pha chế nước chấm đâu. Chứ còn lại tất cả mọi việc của mình làm hết. Cảm ơn anh Linh. Từ nặng đến làm cực kỳ mệt. Cảm ơn anh đã chia sẻ về công thức rất là khó của anh. Tiếp theo là một trong những công đoạn khó khăn nhất. Đó là việc đổ dầu vô chảo. Tao quay ra đi đủ nhá. Thêm. Thêm à. Chia chá. Việc chá mà xong chưa? Em mới thúi chứ nó cao gần xong. Việc chỉ mà đến không đến tay mình là cực kỳ lâu. Xong đấy. Làm nhanh đi. Chứ thời gian cái clip mình được khoảng 5 phút tính được hơn mà. Muốn nhanh thì phải từ từ anh ạ. À, chứ cào xong rồi thì chứ mình gì anh? Chú cập cho mình đoàn dây thép đấy chứ không biết làm gì. Thì cột chân do bố. Cột kiểu răng. Ông cột răng, ông cột cột đi. Trong tủ mình có biết là. Em tưởng là anh biết. Sau một thời gian ba này rủi quét thẹp quá xương thì chưa là cô được sống rồi. Tốn thời gian thôi, giữ lại cô lấy quẻ để bắt đầu sổ mơ. Theo chân anh Linh cái cô trắng anh đưa cô lên đỡ cô lấy quẻ thấp thôi. Mở bàn tay bàn đấy bao nhiêu cái việc nặng nhọc mình đâu mình đi chứ khi mà làm món ăn ai cực kỳ là mệt mỏi luôn, đặc biệt cái thời tiết ní nữa. Ơi. Đây được kìa anh. Rồi được rồi. Cứ chủ đi mua. Đấy ngày xưa bố mẹ bảo là bố mẹ nuôi con ăn học, bây giờ con học không được thì con ăn thôi. Ngày xưa học giỏi như là ông này ba nó đó. Nó phải là ngồi xối chân giò lên nè. Các bạn nghe tiếng không? Đó. Xeo xeo nghe trướng đấy. Bạn thấy không? Thì làm món tủ của mình cho nên là phòng làm việc rất là cực nhọc. Cố lên Phong. Cái món này sau hơn 30 phút nhưng mà anh em mình chuối đều tay. Thì là phải chuối liên tục. Nhưng mà giờ nó mới chỉ chuyển vàng thôi. Nói anh em là thật ra là chắc Phong chuối thôi. Phong ơi cho anh hỏi tí. Tại sao mình không thả xuống mình dán luôn cho nhanh xuối như này? Dán với xuối là hai cái phàm phung nó khác nhau anh ạ. À, sủi như thế này để tạo ra đồ giòn của cái giá, nó chín đều bên trong, tạo cái dài hơn, ăn nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với là thả trong chảo dầu. Anh thấy trường hợp mà anh nấu thì anh thả luôn vào trong nó nhanh.
Trong lúc anh Linh đang chửi mời thái mình thì mình sẽ giới thiệu với mọi người món nước chấm Thái Lan. Đầu tiên là hành tím là một quả, mình sẽ thái nhỏ, thái mỏng, thật mỏng càng tốt. Chẻ từ củ hành tím ra rồi mình bắt đầu thái mỏng. Đấy, mỏng như là lúa. Chanh thì tạo nên cái độ chua và độ ngon cho nước chấm. Nước chấm Thái là thường thường là chua và cay. Nước chấm thì tên là Thái Lan nhưng mà ngon là phải ngon Việt. Nó rất là ngon tả thái nhỏ mọi người nhá. Tạo cái độ thơm. Rồi. Cho vào đây luôn. Xong rồi thì mình sẽ cho một ít nước phối để nguội. Khoảng tầm 180ml nước phối để nguội. Mì chính là hai thìa cà phê mọi người nhá. Hình như là Hà Tĩnh uống cà phê ở thìa hơi to. Đường cũng là tầm 3 thìa cà phê đường. Ờ được, thìa đường cũng to. Mình thấy như thìa này là thìa kiểu thìa ăn cháo ấy. Tiêu là vẫn phải bỏ tiêu vào nhá. Tiêu là 2 thìa cà phê tiêu. Sau khi mình cho khoảng tầm 300ml nước mắm vào thì mình khuấy đều mọi người nhé. Đây là một bát nước chấm Thái Lan thì nó sẽ ra như thế này. Nhìn rất bắt mắt. Công thức mình sẽ ghi ở dưới phần bình luận cho mọi người rõ hơn nhé. Sau khi chân giò xối xong thì anh em sẽ treo lên khoảng tầm 30 phút. Treo không thôi, không xối nữa. Để cho nó ráo hết mỡ đi. Chân giò thì có độ khô và độ giòn nhất định. Rất là ngon. Wow, chà, nóng. Nóng quá, thơm quá. Giòn sùm luôn mọi người ạ, này. Mọi người nghe thấy tiếng giòn không? Ừ, như đánh trổ luôn. Đã ấy. Giờ thì mọi người có bia thì đưa bia. Có rượu thì mang rượu, xúc xích. Bim bim hay là cái gì có trong tủ lôi ra hết để chuẩn bị nhậu với anh em mình. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái độ giòn của những chân giò nha. Good. Lơ tay đây anh ạ. Mọi người thấy không? Giòn rùn luôn này. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mời mọi người cùng theo anh em chúng tôi đi chén nhá. Chén nó thôi. Giờ thì tất cả đã ok. Mọi người cùng khui bia nào. Em khui bia cái này. Anh ngủ một giấc dài. Bây giờ có cái này thì tuyệt vời quá. Mời mọi người nhá. Chúc mừng năm mới. Khổ thế đấy. Đứng quay này là trái mời mình. Bắt đầu thử miếng chân giò đầu tiên. Ừ, trời, giòn. Đây là miếng chân giò. Mời anh khách mời trước. Anh cảm ơn. Mời mọi người nhá. Ừ, trời đại. Giòn. Đang. Mùi vị rất đặc trưng. Có món nước mắm ngon đấy. Cảm ơn bà Linh bé nhỏ nhá. Đây là chấn do mình tự làm sáng đến dư. Rất là mệt. Mời mọi người nhá. Mày này, bữa sau nước mắm làm sai rồi. Dạ, nhé làm lại.
Đâu? Nước mắm phải hâm lên. Hâm lên, dạ em xin lỗi. Mình cũng phải thử mẹ cái đấy chứ. Dạ. Thử mày. Mời mọi người nhá. Ừ chà. Đúng là về đây đi với anh em lươn sừng bạc mới biết có nhiều món thú vui như thế này. Ngon. Thanh giòn. Giòn mà thơm. Nó trống mềm lắm. Ngon. Mình da nó giòn ta luôn các bạn ạ. Rồi anh em ạ. À, cảm ơn các bạn nhá. Cảm ơn ý nhá. Các bạn này, giòn tan luôn ý. Thêm tí ớt cay này, hành ngò này, mùi thơm lắm. Ngon tuyệt. Nhìn đại, cha ơi. Lâu lắm mày ăn mày chân do ngon dữ. Chà. Thư mẹ nghe ra nè. Run tán luôn. Ngon. Không ngờ bạn Linh bạn làm ngon, ngon như thế đấy. Cảm ơn Linh nha. Mọi người cứ về thử nha anh em mình. Tuy nó hơi lâu một tí nhưng mà chất lượng ngon cực. Ăn cái không? Rồi. Tại xin phép anh em cho cám mới đá vào ăn tí ạ. Đấy, chờ cái lời mời này từ lâu lắm rồi đấy. Đấy. Gần hết rồi bây giờ mới mời vào. Buồn quá ơi. Tao ăn ấy vẫn còn sướng này đâu, hưởng đấy. Và hắn trong ăn luôn cho vui. Rồi, xin phép mọi người nha, mình đặt góc quay để vào ăn nha. Đâu quá. Ôi, bây giờ mới được vào ăn đây. Ngon lắm bạn ơi. Máu này. Tôi xin được. Cắt ra cho cái này là hy sinh vì nghệ thuật. Nên là thôi cho bạn ấy cái khúc ngon ngon này. Ui, cảm ơn anh em nhá. Mới cả mọi người nhá. Giờ mới ăn thèm quá. Anh cưa. Ôi. Anh cảm ơn. Ngon. Quá hai cái nóng anh nữa. Nhìn anh em ăn sau này mà anh chảy hết nước dãi. Quá hai. Đã. Chế nước mắm đi có lẽ với chấm người khác hay chứ. Đúng không? Rồi rồi, rồi. Mới bột ong vừa hấm nước mắm ấy nhá. Rồi. Giòn tán rồi. U chà. Thịt đó cả tạ đã chứ. U chà. Nước chấm ngon tuyệt vời. Chân giò ngon này là. Chứ cái đứa hoàn hảo của Durek. Durek có nhiệm vụ gì đấy? Ủa người cho đường nữa hả? Đây bên hướng Quy Long chứ. Mới được gặp mọi người nhá. Sáng giờ rồi mới được ăn. Sáng thì anh em gọi đi sớm trước khi ăn sáng. Đấy đến lúc quay thì hay anh em ăn gần hết mới gọi mình ra. Buồn quá. Biết thế nhưng biết mà biết ngon như thế này thì anh em làm này, khoảng tầm 3 cái chân giò, 4 cái chân giò, một người một cái. Tăng thêm chất bia nữa. Bây giờ xin phép mọi người là thời lượng video nó cũng đã dài rồi. Nếu mọi người thấy hay, thấy có ích thì cho anh em mình một like, một sub và một share nhé. Nhớ bật thông báo cho video bọn mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé.